sau bữa ăn, chúng ta phải thành tâm. Vì khi chúng ta ăn, nhờ vạn linh đóng góp, cơ tạng mới được phát triển. Thì luồng điển ấy chúng ta hướng tâm để cầu nguyện. Ý niệm, chứ không nói ra miệng, ý niệm phải học thuộc lòng mấy câu này. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa. Sắc bất thì không, không bất thì sắc. Thời nhất kiến ngũ uẩn giai không. Thọ tưởng hình thức diệt phục như thị độ nhất thiết khổ ách. Thì cái luồng điển nó mới đi lên như bộ đầu. Những người tu lâu thì có điển trên bộ đầu, nên dẫn tiến phần điển đi lên cao hơn, nhẹ hơn, có cơ hội giải thoát vạn linh đồng tiến với chúng ta. Thì chúng ta mới sẽ mở được thức quà đồng thanh nhẹ. Cầu nguyện sau bữa ăn là đúng đường đồng dẫn tiến. Trước bữa ăn cầu nguyện là ý lại thôi, chứ không có làm gì được gì hết. Chúng ta gánh vác, chúng ta giải tiến mới là chân chánh. Trong ý niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa là nước miếng chúng ta chuyển chạy và rút tiến lên trên khối óc, tiến hóa đi lên. Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa. Sắc bất thì không, không bất thì sắc, đồng đẳng nhau. Sắc cũng là không, không cũng là sắc. Thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, bộ đầu chúng ta không còn nữa, mới dẫn tiến lên cõi thanh nhẹ, vạn linh đồng tiến. Thời chức kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hình thức diệt phục như thị, tất cả đều đồng tu như chính phần hồn đang tiến hóa. Nam mô A Di Đà Phật. Ba lần vậy rồi xa nghĩ.